cũng khá lắm á, có thể là vợ. Kiểu Bắc Nam thì cũng có nhiều người giỏi quá. Ừ, phải bắt thằng cha nó có thể tại tôi ra không hỏi nhiều cái. Nè, cái hôm nay mình học về về cái hậu thiên bát quái. Hậu thiên bát quái, bây giờ mình nói xong rồi mình hiểu. Hậu thiên bát quái là cái gì? Bát quái. Cái này chính là con người mình á. Tất cả về sách về kinh dịch đó là từ con người ra hết, chứ không phải là từ là ông Phục Hy ông gì đâu nha, là con người hết này nè. Bắt đầu nó lấy là con người nè, đầu người bắt tay đó chừng. Bây giờ từ dưới đất tính lên thì cái quả thận nằm đây, nếu mà lấy tọa độ cái vị trí mũi tên giữa là thận, xong mình nhích lên cái thì của lá gan nữa, giai đoạn thứ hai lá gan nhích lên cả cái bao tử nằm đây, cái bao tử thứ ba cái vị trí là một và xong tới cái lá phổi vị trí bốn, xong tim năm đó, nó gọi là ngũ ngũ hành. Năm cái thằng đó là nó chính là năm cái tạng phủ nó quyết định sức nuôi con người đó. Bắt đầu ngày xưa nó cái này sẽ góp nó đưa ra số 1 là cái gì, bắt đầu cái nó chính là lạc thư một và năm, số 1 này là thận, số 3 này là gan, số 5 là bao tử, số 7 là phổi chưa chín. Mỗi cái này là một cặp. Thận thì nó có thận nó đi với thằng số 2 của nó, thận là vòng đá, số 3 là này đi với mật gan, số 3 là lá lách là tỳ á, đi với bao tử. Từ từ thầy, thầy mới nói số 3 là gan mà. Không, cái này là cái thứ cái số cái vị trí từ dưới đất nhìn lên đó, thằng này đứng nhất, thằng này đứng nhì, đứng hai, đứng ba, đứng tư, đứng năm, đúng không? Cái vị trí á theo thứ tự á, thằng thận là nhất, xong tới thằng thứ hai là thằng thằng gan, thằng thứ ba là Thằng thằng này sao thầy để số 3? bắt đầu bây giờ chạy về lúc một cặp nghe, thận là phải không, thận là một, hai là bọn đá, ba là gan nè, ba là gan, bốn là mật, cái bốn là mật thấy liên cặp, năm là bao tử, sáu là lá, còn bảy là phổi, tám là ruột già, chín tám là chín tám bảy tám chín là ruột là tim, mười là nó đi hết một cặp đó, thành nó ra con số này từ nay gọi là lạc thư này, là số này vẽ Chậm thôi, thầy nói lại nó đi lại chứ nghe mà bài thầy đâu, bây nói giờ đi nó về lại hấp nghe mình hụt từ quá. dưới nhìn lên, thằng thận thấy trước nghe không, nhích lên cái nữa tới thằng gan, nhích lên cái nữa thằng bao tử, nhích lên cái tim, tim cây phổi, nhích lên cái là tim, nó có năm năm bậc vậy đó, giống như năm cái bậc thang vậy đó, bậc thang vậy đó, bậc thang là ở trời. Cái thằng một nằm đây là thằng thận, nằm đây Thận xong rồi thấy thấy gan, gan gan xong rồi thấy tới thằng thằng bao tử, mặt đấy hả, ở bao tử là năm mặt tử rồi, tới thằng tới phổi cái phổi cái tim phổi đó, năm cấp năm bậc thì mỗi cái một cặp, thận đi với bọn đái, nhưng gan mà đi với nhưng mật đó, thận đi với bồn đáy một cặp đó. Gan đi với mật, bao tử đi nó lá lách, phổi đi với ruột già, tim đi với ruột non, thì cái này là một đặt theo số lẻ, một ba năm bảy chín ở dưới là hai bốn sáu tám mười đâu đó, à, không mười nó phải vậy từ đó, từ gan đi với gì thầy, gan đi với mật, mật bao tử đi với lá lách, lá lách rồi phổi đi với ruột già, tim đi với ruột non, đó là năm bậc, năm bậc của là thầy, ruột già là đại tràng đó thầy, đại tràng đó, nó đi một vậy cặp. là cái người bị cắt bỏ lá lách là bao tử cũng yếu thầy, Đúng như cái cặp đó, đó là một âm dương lẻ là một ba năm bảy chín, chẵn ở dưới này là à năm vậy cái bậc là thang thận là một, này, là gan là một ba, ba bao tử là năm, năm phổi là bảy, phổi tim là chín, đó, vậy thì kia là 2 4 6 hai 8 bốn sáu tám đó là cái phủ ở dưới ủa đi một cặp, 2 4 6 8 ủa ruột non là số 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 không một rồi, số không là 10 đó, đó đi một cặp hai vậy đó. Bắt đầu nó đưa cái này chính là lạc thư nè, một ba năm mươi chín này đó nè, cái bản cái này bản này chính là cái bụng người đó, cái bụng người nó nằm như này, cái bụng người đó, đó có sai đâu nè, thận nè, gan nè, bên phải nè, bao tử nè, nằm ở giữa ở bao phổi tử nè, đúng không, tim nè, nè à bên phải nè,
bên trái thì nhớ là bên gan là bên phải này, bảy là bên trái này, tim nằm ở đây. Cứ vẽ trước số 5 như giữa, ở ở giữa là số số 5 là 1, lửa ở đầu trên là tử. số 9. Ở cái Rồi. tên tim. Ở bên trái là số 3. Ở số bên phải nha, phải này, cái người ta cái này là người ta tính này nè. Nè cái mày nhớ cái gan mày bên phải. Mình viết vô giấy biết sao? Nên số 3 này. Ví số 3 là bên nằm là bên trái cái là mặt viết vô giấy. Là mặt tao nhìn tao trước nè. Đó, Mày. này cái mặt tao nè. Mặt tao nhìn nó hướng trước nè. Nhớ nha, nó đúng vị trí luôn á. Gan là bên phải. Là số 3. 7 là phổi là bên trái. Phải, rồi số 9 nằm trên chúng nè. Số 9 nằm trên. Chúng phổi nằm đây, như này. Đó, thông đây là hư phổi. Nó thuộc rồi đó. Đó, ta có sơ đồ kia ta vẽ trên tự đó, thấy không? Đó, từ đây bắt đầu ha. Cái này là ly nè. Bắt đầu đưa vô. Cái này là đó là vị trí tạng phủ trong người, nó có con số của nó, số này không có thể thay được. Vì sao học khí công là phải tại sao nó thở thở là vậy, đợi ra cái này bắt đầu từ đây, từ cái vị trí này nó ra cái bảng này bắt đầu nó ra cái bảng lạc thư là 1 5 7 9, trên này có hai lá phổi là 2 4, hai lá phổi mà dưới này hai hai quả thận 6 8, đó cái này chính là lạc thư của. Cái này là lạc thư đó, tức là cái cơ thể người nó vẽ ra lạc thư chứ không phải lạc thư trên trời rơi xuống. Có hai cặp, hai cái lá phổi 24, lấy số chẵn 2468, nên cái bản này gọi là lạc thư. Lạc cái thư chỗ tức mà là nhét 2468 em thấy nó chưa có thỏa mãn. Đây là hai cái lá thận, hai lá phổi nhưng mà nè. số 24 rồi đang là bụng trái mật rồi. Không, cái đó là cái ngũ tạng, còn cái này tính cái số của bác quái, cái này nó đưa qua bác quái đó. Thằng nó ra quy định ra cái con số này đó, từ đó là 2468 là bắt đầu ra cái bảng này lạc thư là gì, con rùa này cái đầu này, hai cái chân này đó, chỗ này số 5 nằm giữa này đó, mày coi mở lạc thư cái chỗ này ba cái chấm, lẻ là rỗng, đặt đặt là chẵn, chẵn thì có hai đứa con ở trong, bởi vì nó quy định lẻ là độc thân, con đặt tức là có đàn bà thì có thai trong có đứa con thì nó là số 2 là chẵn. Đấy, đó là những cái cách nó quy định để nhớ, thì ta chẵn là số 2. Đấy là 1 nè, 1 3 5 7 9 đó, ra cái thuộc cái bảng lạc thư chưa? Mở lạc thư nó coi đúng không? Coi có phải lạc thư ra các bạn. Cái này chính là đó, là cái này là đường giải thích cái đường gọi là một. Một là cái gì? Một là thận. Bây giờ tới lý giải cuộc đời con người, nó tại sao nó còn nhớ con số đó nè, số, theo cái bảng này thì một xong tới ba tới năm tới bảy tới chín, số một đây là kế hoạch khi làm ăn thì phải có kế hoạch, số ba là đầu tư là có gan đầu tư hay không, số năm là lợi nhuận, số bảy là hoàn thành công việc, số chín là khen thưởng, tức là làm xong cái này mới phải là khen thưởng hay gì đó. Đó, cái này là con chính người là tim mà. Tim là khen thưởng đó, là lễ vui vẻ đó, còn cái hoàn thành này tức là phải làm cho xong công việc, thành đạt hai khúc này là lúc là gọi là hồi hộp chờ đợi kết quả cuối năm, kế hoạch xong ta đầu tư là có gan đầu tư không, bỏ tiền vô cái này lợi nhuận, lợi nhuận phải có lợi không, là có ăn không, có bao tử, có tùy tiền để đi mua đồ ăn không, còn cái phổi là phải hoàn thành cái công việc đó, phải hoàn thành cái này nó gọi là nghĩa vụ, hoàn thành cái này là lễ, tức là sau đó phải khen thưởng, nếu người nào làm tốt thì khen, nào dở thì lễ chê. là Cái lễ này là hoàn thành, ủa cái này là hoàn thành, cái này là lễ này. Lễ tức là khen thưởng, tức là tổng kết cuối năm á, tất cả con người đều theo cái này, làm ăn cái gì cũng phải có đầu, mày có cái trong đầu mày có ý tưởng rồi, phải có ý rồi đó, xong rồi mình bỏ tiền bao nhiêu rồi nó lợi không lợi không là phải hoàn thành, phải làm hết cái công việc, nó giống nấu tô mì bán lên xong cái đã, rồi trong một ngày bao nhiêu tô, tổng kết này thứ chín này, thì lúc này nó gọi là tim nó đập giúp tới não, lo lắng không biết thành thành không, thì cái này là những con số này chính là cái này gọi là đường khí trong tạng phủ nó chạy vậy. Thành ra cái khí muốn cái kế hoạch giỏi là cái thận nó mạnh, đầu tư là cái gan hay không, là thằng gan to quá lớn, thằng này có ăn hay không, thằng này nó phải hoàn thành, tức là nó làm nó có hoàn thành đàng hoàng hay làm nửa vời nó bỏ, còn này làm xong nó có khen thưởng, khi mà nó
khá, nó có nó cho nhân viên nó thêm tiền hay là cảnh giúp viên nó sai, nó có chửi bới không, nó không làm cái này là thất bại. Cái nó là cái là một công việc của con người, nó đều đi theo cái đường khí của từng đại một, nó sanh ra nó để giải lý cái số này, nó là số 1359. Cái này là nó bị khí. Còn về vật chất nó là cái gì, là cái bàn tay. Số 1 đây là hai đốt ngón tay bề dài, hai đốt ngón tay. Số 3 là bằng cái bàn tay này, cái này nhân 3 bằng bàn tay, cái bề dài, cái bề dài này. Này là hai đốt ngón tay. Số 3 này là gấp 3 lần cái số hai đốt, gấp 3 lần cái số hai đốt là 1, 2, 3 là bằng bề dài bằng tay. Rồi số 5 á, là cái cánh tay này, cánh tay trước. Số 5 là bề dài cánh tay trước. Số 7 á, là cộng thêm 2 này. Từ đây tới đây là nguyên cánh tay, là 7 là nguyên cánh tay. Số 9 là tới cột sống, từ từ đầu cánh tay này tới cột sống là số 9. Cái này là nó trong võ thuật gọi là lực tác động, cái lực nó đi theo cái lực. Ví dụ ngón tay tôi để một đây thì ở đây nó truyền xuống đây 9, ở đây 9 kg thì ở đây 9, ở đây 1, đó là cái tỷ lệ của cái tay 1, 5, 7. Còn cột sống nằm trong này 9, nhưng mà cái khoảng từ đây cho tới cuộc sống là nó có xương mở vai nữa thầy. Nó cái trục nó vô, nhưng mà ý là thầy đúng nói rồi, đúng thầy rồi, nói chính là từ đây tới đây thôi, nhưng mà còn vô cuộc sống là 7 tới đây thôi, 7 tới đây rồi. Vậy sao làm cái nó được ta? Nó đó 7 lần, thầy lo nó có 7 lần. 1 3, đây là 3 này. Về từ đây đến đây 5 này. Ủa sao em đo từ 1 đúng không? Nè, 1. Nó gần đúng rồi. Đó. Đó cổ tay, cây còn cái cục thạch kẽ nó đến cục cửa nữa chứ. Nó khớp dư đúng không? Rồi từ đây đến đây 5. Đó, rồi từ đó là cái cũng lấy hai đó nhân đi, năm này tới đây không mấy thầy ơi, một hai ba bốn năm, à, từ đây tới đây là năm, một hai ba bốn năm, rồi tới đây vô rồi tới đây một, nó cũng thịt chạy cái bề dày của cái cục thịt của mày, cái đó là nó gần đúc thôi, nhưng mà nó từ chạy cục từ đây thịt tới đây là bao nhiêu, là 7, nhưng mà ở đây có cái cục cái bả vai không có tính, là tới đây là 7 rồi nè. Cục thật là cái đốt xương cục cửa rồi đúng rồi, nếu em tính từ đây cái đây là hai hai khúc nữa, đây là cái tâm âm đây này. 7 tới đó thôi, bộ miệng khúc già xương dài vậy mà hết cái xương nó không tính, cái chỗ đó là giống như cái lõi đi cục cửa rồi, cái lõi đi cục cửa đó, cái lõi rồi từ cái tâm này vô cái tâm trục cột sống là thêm hai khắc là tới cái tâm đó, là cái số cái này chính khi Mỹ nó nghiên cứu tức là vòng Fibonacci, cái vòng tay Fibonacci nè, 1 3 5 cái bảy ngón chín này, cái ngón này 11 nửa 13 tròn, cái này nửa vòng, cái này cũng nửa vòng, cái này nguyên vòng, còn nguyên cột sống đó. Đó là cái lực từ khi cái lực mạnh, tức là từ cột sống nó vung ra, từ đây là 9 kg nó tạo ra đây 9 kg ở đây, chứ không phải ở đây 9 kg, cái tay mình ấn cái cân lên 9 kg là chỗ 9 kg là do cái cột sống nó đè xuống, chứ không phải ngón tay mình ngón tay mà 9 kg gãy ra. Ở đây có một rồi, ở đây chịu 3, ở đây chịu 5, ở đây chịu 7, sống chính thành ra đứng vậy đè xuống, thành ra cái nó phải phân lực, lực nó chia đều ra vậy, tức là cái đầu này nó nhỏ, cái kia nó to trong hình tam giác, cái đó là đường khí lực, đường ngoại lực tác động ra ngoài phải theo cái luật này. Mà cái này luật này tức là vòng Fibonacci, còn Fibonacci là cái dòng xoay đúng không? Đó, biết cái điều cái cách vẽ nó không? Thấy không? 1 2 3 cái dòng đó biết cái vẽ phòng hiên si không? Đó cái dòng đó đó, thì nó cái đó trong 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 mỹ thuật nó sạc trong mỹ, cái đó là cái hình bên ngoài, còn cái lực bên trong đó là cái này, còn cái khí của nó, khí về tư tưởng con người nó nằm ở trong, cũng là 1 3 5 4 9, nên giải thích cái hậu thiên bát quái đó là một, cái đó là giải thích cái ý của đó xong, về lực về khí tưởng tượng con người, kế hoạch con người cũng phải theo cái này. Bây giờ bắt đầu đi vô cái sơ đồ nó, mình vẽ ra bây giờ ra cái dòng hậu thiên bát quái này, bây giờ cái hậu thiên bát quái 5, 8, hậu thiên bát quái, bây giờ cái trên này là ly này. Đó để tim mà thảm là thận này. Cái này là chấn nè, gan,
gan mà chấn thôi. Ờ gan mà chấn là giận dữ đụng má chửi chửi bới gì nữa. Ồ, vậy hả? Ừ, phải thằng sắm nó chửi người ta sắm gì nữa. Còn đòi nè. Ở trên là ly là tim này, ở dưới là khảm là đó, của thận là khảm rồi. Khảm là nước, có nước, ly là lửa. Cái tim nó bắt đầu nó đã ra cái hậu thiên bắt quái. Gan rồi. Gan là quy là phía bên trái nhưng mà lên trên người mình nó là bên phải đúng không? Ừ, bên phải. Thành ra coi chừng lộn cái nè. À. Thành ra nhiều người hay lộn cái này qua này đó. Còn cái này là cái gì thầy? Là phổi là đoài. Là phổi là đoài. Đoài ở là cái hồ là cái vùng kín của khí nó chứa trong một. Ủa chứ không phải là phổi là gì giống như phong là tốn rồi. Không á. Lát hồi nó cái chéo này mà ra đó. Đó. Đoài. Đó. Phổi. Gan. Rồi thầy. Rồi bây giờ bắt đầu cái trong cái bát quái trong cái cơ thể mình chỗ này là càng càng là cái chỗ nó là làm càng á, tức là chứa cất á. Chỗ rồi đục già hôm nay là chứa phật còn của khôn hôm nay nó tự nhiên cái chỗ làm càng là nhớ chỗ này là chứa những cái thải nó ngược lại nha, cái thải là dưới này. Còn cái tạo là khí khí là tạo sự sống là khôn là trên này đó nằm trên này đó còn tốn là nha. Khôn là gì thầy? Khôn là cái nơi sinh khí á, tức là nuôi người á. Cổ phổi nữa đâu, khôn tạo lại. Còn trên này tốn là phổi, phổi nó là gió tạo khí. Còn ngược lại là tấm. Rồi ủa? Xong cái này là hậu thiên bát quái. À, hậu thiên bát quái. Từ. Giải thích rất là rất đơn giản thôi. Mày giải ra chứ nhiều người nó không chứng minh được. Thầy mới nói với em á là chỗ này là phổi rồi sao ở đây phổi nữa? Cái này là gió. Gió phổi đây là cái hồ chứa khí thôi. Yeah. Cái này là tốn cái đường ống hả? Là cái đường gió, đường gió là từ lỗ mũi tới khí quản thôi. Ờ đó, còn đây là nâng thanh khí tạo ra cái này về khí mà, tạo khí. Cái thanh khí này khó hiểu quá. Mà kích đối lại thôi, ở dưới này là càng rồi, nè, còn dưới này là cấn. Ủa, từ. Đố súng, mình học về cái đố súng biết cấn cái là gì thầy? Cái gì? Cấn là cái gì thầy? Cấn là núi ngược lại của gió. Nằm như này. Nhưng mà cấn lại gì trong cơ thể sức khỏe mà đang có sức khỏe không, cái này nó chỉ nói cái được chưa tức là để vẽ ra cái hậu thiên bát quái cái đã rồi sau khi mình học sâu nó giải thích nữa đó sao chỗ này cấn như sao chỗ này cái được vàng nó ly lên nó tụ ở đây cấn được dài đây những cái núi cái phân nó nằm ở khúc này nó không có ra nữa thành ra gọi là cấn. Vậy cấn là được vàng hả? Ờ, cái khu được vàng nó chứa cái chỗ này nó chứa phân dữ mà nó không nó ngắt ở đây nè. Yeah. Khó đẩy ra lắm thì nó gọi là cấm chắc không không mà đâu mình mới nghĩ ra không có đâu chỗ này nè mình hỏi coi tất cả thằng Mỹ bây giờ tìm cách nó thải làm sao lấy cái đống này ra ngoài ở đây 13 kg thường nó ứ ở đây 13 kg thành ra cái thằng Mỹ nó tìm cách nó thải độc ruột già nó phải đưa cái hóa chất rồi nó lấy cái đống này ra ngoài và nó lấy ra nó ra những cái sợi tơ mà nặng 13 kg khủng khiếp rồi đó và lấy cái này ra thì khỏe làm sao lấy cái này ra thành ra mình làm tao mình tập xong đẩy cái bánh phân đẩy cái chỗ này là cái ruột già sẽ nhỏ dần thành ra rồi đại tràng đại tràng thành ra khi mấy người nào cái phân mà còn to thì cái chỗ này nó to cái gốc trong này nếu phân còn to là cái chỗ này nó chưa có nhỏ cái phân mà nhỏ là chỗ này nó bị đóng mặt nó dày lên thành ra sau cạo cái nếp này ra thì cái bao tử rất là cái ruột già rất là sạch chỗ này rất là khó làm. Oh, đó, hay quá. Đẩy cái chỗ này ra. Thì gì em thắc mắc sao cứ hôm đi phân to hơn. Ờ phân to chỗ này nó nhỏ rồi. Cái chỗ này đóng dài lên. Thành ra phải tập vận khí xong nó tống cái đống này ra ngoài là sạch chỗ này. Chỗ này Mỹ nó đem ủa? Cái ống này thục vô nên nó rửa cái này nó lấy ra 13 kg. Vậy bao tử nè. Bao tử nè chỗ này này. Ờ bao tử đây. Xong nó chạy. Gan nằm đây. Cái ruột già nó bọc ở dưới này đây. Là bao tử xong xuống ruột già. Ờ xuống nó gì dòng dòng ruột non rồi nó qua ruột già. Rồi chạy lên nữa hả? Tự nhiên gà nó bọc lên nó chạy xuống ra vậy đó. Nó bọc lên nữa thầy ờ bọc lên nằm ngang vậy ừ. Con vậy chứ ờ đó ờ okay. Ủa không học tiếp cho nó hết không kể nó học xong hết hết giờ nó về tiếp nó từ đó mày bắt đầu vậy sao nãy không vô nói học không kể nó còn nó lấy nó về nó coi clip tiếp đó khúc này ha. Cái này để giải thích cái cơ thể người thì từ đây nó ra cái hậu thiên bát quái đồ chứ nó không dính gì tới thiên thiên bát quái đó lại là tìm hiểu cái đường chạy của thức ăn cơ thể người đường đại thức ăn là từ cái miệng xuống đường đi thức ăn đường đi thức ăn là nó qua cái miệng bao tử nè nha bao tử xuống ruột non nè ruột non xong cái ruột già nó qua cái ruột non nè
Gồm nó qua là xuống cái đít dưới nó chạy xuống dưới này cái ruột già nó nằm ngang xuống ở đó ruột già nó ngay cái ruột già nó cái ruột non nó nằm ở giữa này cũng gồm gồm ruột già nó đi chỗ này là ghê nhất dơ nhất chỗ này là cấm gọi là cấm phải cấm phải vậy rồi để cấm cấm nó cấm cấm ở đây này còn cái bao tử gan của này bao tử này cái phổi này cái tim này cái này chính là hậu thiên quá nó ngồi nó vẽ ra chứ không cần lấy tiên thiên quá quách để ngó cái cơ thể nó vẽ ra mà cái này mới lý giải cái khoa học chính xác về tiên thiên thiên mới mất quá được chứ không thôi cái này không có cái này không hiểu nổi cái thì còn này, ông Minh đạo giáo thì ông giải ông lý giải về hậu thiên sao này hậu thiên nè nhưng mà cái ông đạo giáo á ông lý giải sao ông có nói thầy lý giải không lý giải vậy nè cái này thì ông lý giải là đúng hả ừ bằng tiếp bằng hậu thiên mất quá nhưng mà ông đồng lắc hôm nay biết lắc rồi lắc khi mà học cái kiến công rồi mới đưa vô cái này nó ra hết liền ra hết liền nè thấy không nè bính tinh nè mà coi cái tầm này bính tinh nằm đây nè nè coi cái chữ bính tinh rồi nè bính tinh nè thành ra chỗ này bính tinh nằm đây là thành ra khi mà cái này bắt đầu đi vô và thiên can là chắc lắm rồi bính tinh nè mậu kỷ thành tâm chân lý chắc ớt này á là ra bính tinh là tiên mậu kỷ là bao tử là đắp chân tâm là phổi chân quý là thận thận có một thận nhâm thận quý nè thận có hai cái nhâm quý giải thích luôn trong chương trình rồi thành ra cái chỗ này trong quẻ ly ở trên này là ở đây thì đắp ớt nằm đây hai chữ đắp ớt nằm đây nè kiếm đêm làm đây bởi vậy trong sơ đồ khi mình học nhìn thấy không khi mình coi vô rồi không thể là kiếm đêm chữ nam nè ly và bính đinh nhâm quý đất ấp một chữ nằm đây nè nằm đây là canh tân nè thấy không nha rồi nè thế ra mình giải thích cái này là sơ đồ phong thủy luôn chạy đó từ con người mới đẻ ra cái này chứ không hiểu tại sao cái chỗ này là căn bệnh tại sao đứng tại sao đó tại sao cái này là cơ thể này hai lá gan có hai nhóm lá mình nhóm bốn nhóm ba nha gan phải gan trái nữa gan trái ba lá phải bốn lá gan ấp nghe ghê lắm chi cấp rồi mới đưa vô cái này mới giải thích ra cái sơ đồ này còn bây giờ mày học cái này mày học thuộc lầu mày không hiểu tại sao đây là bính đinh đây giáp thích cái này là cơ thể này giải thích được hết đó, khi mà học cái này xong tới cái bài về tạm phủ hôm qua cái này mày hiểu thông hết liền lấy cái ụp cái này lên cái cơ thể bây giờ là xong rồi nó vẽ ra thôi nè đi rồi cái này mà trên này nó lại ngược nha cái hình này hình ngược cái hình này là ông vua ông nhìn xuống nè cái gan này nằm bên này gan này nằm bên này chấm nằm bên này chấm này tức là tao đứng vậy nè cái hình này tức là tao đứng ông vua á ông nhìn xuống thì cái thằng đệ tử nó chỉ cái gan ông chỉ ra ông mới hiểu nè ông thằng dưới bởi vì cái thầy xưa nó vua với chúa là vua với thằng mà giảng đại nó ngược nhau thì chỉ ông vua mà nói gan mà gan mà chỉ ông bên trái và ông vẫn hiểu nó chỉ này nè nó chết như thế sẽ vậy tức là ông vua ông nhìn xuống này thì thằng kia thằng lính nó dưới chỉ lên cái gan nằm nè thì mình coi sơ đồ là mới hiểu không thôi mình coi cái này mày tập là sai hết thành ra tập thì sai đảo lộn kinh thật này không hiểu cái quy định cái bản đồ của ngày xưa là lộn thì cái bản đồ này là cái thân ông vua ở thằng này ở dưới chỉ lên nó chỉ ông vua cái gan tôi xếp nằm đây ông nhìn xuống thấy nằm đây chứ mày nói bên này cũng chữ cái vua chúa nằm đây đó thì ta coi sơ đồ không hiểu tập sai hết này những đông này đông này nằm bên này cái đông bên này là cái này trên bản đồ của mình chỉ đông đó anh túc nghe bản đồ cái này đông nhẹ tay còn trên con người á là tao đang nhìn xuống
đánh đầu. Bắt đầu ụt. Nó có ngược ngược vậy mà con anh mà không có hiểu là chết. Về khí thì nha mà con này cái này này sao chấm nằm đây, có nghĩa là đoài nằm đây, nằm đây chứ tại cái này con vuông dưới quay lưng dưới xuống đường dưới cái vẽ này là không quay lưng còn còn cái này mày hiểu lộn cái này là tính đoài thì ra coi tới đó phải hiểu hết, từ đó mới hiểu hết cái tu chân đồ ngộ chân đồ còn không thôi được coi lộn một cái là chết. Cái thành ra cái sơ đồ ở trên mạng á nó ngược, cái này nó quay ở trên nè, này ở trên mạng nó quay về nè, đúng rồi, quay về mới đúng nè, quay về mới đúng á. Số không nằm dưới nè, cái thận nằm dưới, thẳng nằm dưới xong rồi qua tất cả những sách máy sách vở nè, sách phong thủy sách đời nó đều làm sai á, thành ra coi mà không hiểu là sao. Cà trùng á, mà thấy cái sơ đồ nó ngược không? Nó ngược. Ngược vậy là không đúng rồi đó. Cái thằng nó không có hiểu về học thiên bát quá. Cái thằng in sắc này. Thấy không? Nó ngược thế. Còn cái sao nè? Nam đây chứ. Khi mà đây mà. Học thiên bát quá giờ là sai đó. Cái con người tim sao nằm dưới được? Tim nằm trên chứ. Đó, nếu mà mày mà không coi, mày cho sẽ ngược đó. Từ đó mình đi theo cái lý giải thực tế đó thì mày hiểu hậu thiên bát quái phong thủy nó mới ra, còn thôi mày gặp mình phải học trục lầu cái nó ngược lại cho mày học trục lầu, còn này bị xoay nó ra, xoay ra cái kia mà thêm nữa ra đúng hết, còn thôi sắc phong thủy nó đều dày chơi vậy nè chết rồi. Còn đúng con người ra vậy là mày hiểu liền, cái mình tiêm mình đây mà ngoài nằm đây mà, nhưng mà xoay lại cũng như nhau mà, nhưng mà nó khó hiểu hơn là để theo cơ thể người, phải theo hậu thiên bát quái mà giải thích phong thủy mới đúng, chứ là của con người, nhà cửa của con người hay của trời đâu, coi theo của trời là khó hiểu đó. Không thì về cái vẽ là thứ nhất là cái nắm cái giáp ức bính đinh là cái gì trên này nè ha, giáp ức bính đinh đó, là phải mày phải vẽ, mày phải hiểu được cái sơ đồ này, cái này cũng là bát quái. Nhưng mà sao em biết giáp giáp bính đinh là cái gì đây thì nó sơ qua chứ thì nó không kỹ đâu. Cái này là 10 ngón tay của mày á. Bây giờ á, nó nguyên tắc. Cái này là phải thuộc lầu thôi. Giáp ấp bính đinh thủy thủy canh tân. Giáp đây giáp ấp là gan. Bính đinh là tim. Màu kỹ là lá lách với con tử á. Rồi canh tân là phổi với ruột già. Rồi dưới này là nhân quý là thận với bụng môn. Nó liên cặp luôn. Giáp đất là hai lá gan, lá gan nó có bốn lá sao. Bính đinh là tim nó có hai cái ngăn phải phải bốn ngăn trái phải. Bao tử thì nó có bao tử, nó có với lá lách thì đi một cầu. Bao kỹ là bao tử rồi. Bao kỹ là bao tử với lá lách. Bao đi một cặp. Phổi là phổi trái phổi phải. Tâm không biết là thận trái thận phải sao? Thấy vô nó ra cái sơ đồ của phong thủy. Nhân quý là gì thầy? Nhân quý là thận trái thận phải. Nghe thận trái thận phải nè. Nhân quý này thận trái thận phải nè. Giáp ất nè. Bính đinh. Canh tân thì nó phải có hai cái. Canh tân khi mình coi cái phong thủy mình mới hiểu tại sao canh tân nằm đây xong phong thủy nó bính đinh. Thấy không? Dần dần lúc đầu đi nữa thì có 12 con giáp. Khi nào học. Vì sao tới tiếp là vì sao mà tới mày hiểu mày sẽ vẽ ra hết cái này không tính sao hiểu liền tại sao đứng lên mình đây hôm nay về sao học để thằng lấy cái bài này cho thằng kia nãy cũng vậy luôn vô nó sao hết 30 phút rồi thôi kể nó thì sao tiếp ok sao để biết cái gốc những cái bài học mình không phải tao chết.